nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viện xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng. Vâng, xin kính chào các quý vị. Mọi người thì vẫn hay thường nói lửa thử vàng, loa hay thì phải thử tiếng. Với dòng loa hay thì như thế nào gọi là hay? Và giá trị kinh tế thì cũng đã nói là điều gì? Và các hãng loa đó thì có cái gì đặc biệt và mới lạ khi đưa ra những dòng sản phẩm mà mọi người cho đó là những cặp loa rất hay? Vâng, hôm nay tại shop Audion Hà, chúng tôi sẽ giới thiệu cặp loa DNB đến từ đất nước Đức. Đây là một trong top 5 hãng loa hay nhất trên toàn cầu. Và dòng DNB này thì lại mới đưa ra một dòng sản phẩm, đó là dòng Serie E. Đây là một dòng sản phẩm khắc phục tất cả các nhược điểm trước đây của những dòng loa trước để đưa ra một hệ thống âm thanh hát karaoke chuyên nghiệp cũng như là loa biểu diễn chuyên nghiệp. Và trước mặt các bạn đây, đây chính là một cặp loa DNB E12. Tại sao con số 12? Vâng, 12 chính đó là 12 inch. Và cặp loa này thì các bạn nhìn qua sẽ thấy có một cái sự cảm nhận là nó rất là đẹp. Nó có hình dáng hơi bombe một chút, tức là cái mặt căng lưới này. Và toàn bộ hệ thống cặp loa này thì được sử dụng bằng những nguyên vật liệu rất là chất lượng, đủ tiêu chuẩn của EU. Tức là vừa chống được nước, vừa chống được bụi bẩn và nó có thể chịu được độ va đập. Và với dòng loa này thì cho người chơi những điều kiện chơi khác nhau, cũng có thể mình đặt trên giá chuyên dụng như chúng tôi đang để đây. Đó là một cặp giá chuyên dụng, thế là khi các bạn kết hợp cùng với cả hệ thống hát tại gia thì rất là thuận tiện, tức là mình có thể dịch chuyển được. Còn nếu như các bạn muốn treo lên để được ổn định một nơi thì nó cũng sẽ tạo cho các bạn có những cái lỗ bắt giá và loa đây. Và cũng sẽ được hãng cung cấp cho các bạn những cái giá này. Và cặp loa này thì có trọng lượng lên tới 16kg, với chiều cao thì lên tới tận 56cm và chiều sâu thì khoảng 35cm, và bên cạnh này cũng vậy. Nhưng để sâu và tìm hiểu hơn thì chúng ta cùng quay sang cặp loa bên này khi tôi đã tháo e-căng và chúng ta cùng xem thử. Với chiếc e-căng bằng thép đã được anode thì các bạn thấy đây là mặt đằng sau này nó đã được phủ một cái lớp nhám để chống nước.
Đó, nhưng mà cái độ thoát tiếng của nó thì rất là hoàn hảo. Và trên này thì có một cái mã thương hiệu của DNB, đó là ba dấu vuông và dấu tròn. Và đây trên này thì là hai cái khóa để chốt lẫy. Cái hay năm nay khi dòng E12 này ra, đó chính là những cặp loa này nó được thay đổi cái diện mạo rất mới. Đầu tiên thì khi chúng ta nhìn đây thì chúng ta sẽ thấy là nó có đều có một cái hướng mở ra phía ngoài để làm rộng tải âm thanh hơn. Đó. Và bên này thì chính là hai lỗ thoát hơi để tăng cái độ nhạy của decibel lên. Vì trở kháng của cặp loa này nó chỉ có 8 ohm thôi và nó có thể tải áp lên tới 131 dB tùy theo mức độ âm đi đánh, thì tương đương với công suất danh định của nó là 1.500W cho một công suất âm ly. Tôi thấy đây là một con số rất ấn tượng. Nhưng cái hay hơn nữa chính là cái loa mid. Vâng, loa mid đây chính là loa mid giấy. Nó nằm bên trong, vào trong hệ thống này thì nó được sử dụng với công nghệ loa đồng trục, nhưng mà có một cái họng kèn rất là lớn ở phía ngoài. Và bây giờ thì tôi sẽ có một cái sự thao tác nhỏ để cho các bạn, nhưng mà trước khi thao tác đó thì tôi cũng sẽ nói luôn. Vâng, cặp loa này thì các bạn luôn để theo cái hướng chữ này để các bạn đọc được. Và nó có hai độ mở của cái họng loa này, đó chính là 50 và 80 độ. Đây chúng tôi đang để như này là 80 độ khi đưa ngang, thì nó sẽ làm cho cái dải âm thanh của chúng ta nghe nó được rộng mở hơn. Và khi nếu như các bạn muốn để xoay loa nằm dọc thì các bạn cũng lại sẽ phải dịch chuyển như này. Và qua cái sự di chuyển này thì tôi cũng tháo luôn cái họng kèn này ra để cho các bạn có một cái cảm quan thực thụ hơn. Vâng, với một cái họng kèn như này nhưng mà cũng đã làm biết bao nhiêu các kỹ sư phải suy nghĩ và rất là trăn trở để đưa ra một họng kèn này. Và các họng kèn này thì các bạn thấy là cái độ dày mỏng cũng đã có sự khác nhau. Đó là một cái điều rất đặc biệt của họng kèn DB này. Đấy, và được làm một loại nhựa tổng hợp. Và trên đây chính là một cái khóa họng kèn vào đây. Còn trong này chính là loa tweeter. Và tweeter này thì được định âm ở bên trong. Nếu như máy quay có thể quay sát sâu vào trong thì các bạn sẽ có một cái cảm quan sâu hơn nhìn thấy cái tweeter này. Nó có cái hướng định âm, và cái loa tweeter này thì nó có một cái đường kính lên tới gần 4 cm, tức là 1/3 của inch thì nó gần 4 cm phía nằm ở trong này. Và toàn bộ cái này thì nó được giữ bên ngoài qua một hệ thống nhôm như này. Và đây thì nó nằm trong hệ thống đồng trục của loa mid. Và toàn bộ cái bát này là bát bằng giấy. Đó, và trên này thì là cái gân loa là nó được dưỡng này. Thì cái dòng này thì nó có một cái công suất danh định lên rất là tuyệt vời. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin lắp lại cái phần họng kèn này vào. Và các bạn hãy luôn lưu ý, nếu mà các bạn không biết những giọng họng kèn này thì các bạn cũng có thể qua kỹ thuật của Thiên Hà để các bạn biết được cái cách để lắp vào để chơi được cái giọng này. Đó. Và khi chúng ta chơi thì chúng ta chỉ để thẳng thế này. Còn nếu mà chúng ta để ngang thì chúng ta lại xoay ngang. Đấy là một phần cơ bản của cái phần loa full. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang đến cục sắp. Vâng, đi cùng mấy E12 chính đó chính là cục sắp E15. Cái E15 đây đó là bát 40. Và dòng sắp này thì nó có một cái dải trầm xuống đến 27 Hz và dải cao thì lên trên 100 Hz để nó kết nối được cùng với cả loa full. Vì loa full của dòng này là xuống hơi sâu so với các dòng loa full khác là xuống tận dưới 50 Hz. Lên khi kết nối vào thì chúng ta sẽ thấy cái dải trung, trung trầm và trầm cao và trầm dưới thì nó thực sự là một ấn tượng về cái độ quyện của âm thanh. Và khi nghe DNB này thì không những là để phục vụ cho ca hát, phục vụ cho hệ thống chuyên nghiệp mà các bạn nghe nhạc cũng đã thấy nó rất là đã, vì nó sẽ tạo được cái âm thanh stereo giống như là một bộ dàn high-end chuyên nghiệp. Tôi đánh giá rất cao với hệ thống này. Đi cùng với nó thì sẽ dùng, chúng tôi sẽ dùng, đây là một cục công suất âm ly 10D. Vâng, 10D này thì có công suất danh định là lên cho 700W cho một kênh. Nhưng mà cái hay của trong dòng 10D này chính là hệ thống controller, tức là cái hệ thống này là hệ thống preset ở trong âm ly. Và hệ thống này thì nó có thể làm điều chỉnh được các hệ thống cân chỉnh về màu sắc âm thanh, cũng như gọi ra được tất cả các loa của trong cùng một hệ thống của dòng DNB này, và nó sẽ phù hợp với cả từng phòng một. Đó là chính là những cái tính độ trễ của hệ thống âm thanh cũng như độ delay của âm thanh. Thì cái đó thì các bạn thì cũng sẽ lúc nào mà cùng đội team Thiên Hà sẽ tìm và có một cái trải nghiệm. Còn kết hợp với nó với nguồn gần trên thì chúng tôi sẽ dùng, vì đây là hệ thống Pro thì chúng tôi sẽ dùng Digico. Đây là một bản mix chuyên nghiệp của bên công ty, thì người ta đã set up cho những hệ thống này. Và cái đó thì qua sự tư vấn của các kỹ thuật của Thiên Hà thì các bạn sẽ hiểu sâu hơn về hệ thống này. Còn về phần trên thì đó chính là một hệ thống
của mic Treasure đến từ nước Đức. Đây là một trong những cái mic hát cho hệ thống chuyên nghiệp. Còn bây giờ thì tôi cũng xin mời các bạn sẽ cùng một ca sĩ, một nhạc công để biểu diễn xem hệ thống là như thế nào. Và chúng tôi cũng lấy luôn đây là một hệ thống để có thể là mic lại và sẽ đưa ra một đĩa CD để có thể là bản test, vì đây là một hệ thống thu line là cực kỳ chính xác về âm thanh và cái cảm nhận về độ chính xác của âm thanh đó. Thì qua sự biểu diễn này thì các bạn sẽ hiểu được về phần nào của dòng loa DNB. Mời các bạn. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trông ai ven hồ của nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16, xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, nay không tơ duyên lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thăm lòng người năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sâu vằn đi trong bụi ngùi. Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16, xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, nay không tơ duyên lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết
lòng người. Năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sâu vặn đi trong bụi người. Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đèn đôi. Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời